Đoạn phim này đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Nội dung là hình ảnh một cô gái nằm trên đường được lực lượng chức năng quấn bạt và đưa lên xe trở đi nơi khác. Ngày 10 tháng 8 năm 2021, lãnh đạo Ủy ban dân phường An Lạc A cho biết công an phường này đã có báo cáo về vụ việc xảy ra ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ báo cáo, vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 8, một thanh niên chạy xe máy trên đường An Dương Vương hướng từ ngã tư ra xà, ra vòng xoay mũi tàu, khi đến trước nhà số 92 An Dương Vương, phường An Lạc A, xe máy va chạm với một cô gái 19 tuổi đang đi bộ qua đường. Cô gái này sống lang thang không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần. Tai nạn khiến cô gái bị gãy cổ chân bên phải, tuy nhiên sau tai nạn, thanh niên lái xe máy và cô gái đã cùng rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an phường đã phối hợp với hội phụ nữ phường đến mặc quần áo cho cô gái tại khu vực giao lộ đường 2B, đường số 7. Qua kiểm tra nhanh COVID-19, cô gái có kết quả âm tính công an phường cũng đã đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu nhưng do không có cáng thương nên đã dùng bạt để cố định chân bị thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng theo thông tin từ lãnh đạo ủy ban dân phường an lạc a cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý theo pháp luật